Mỗi khi Tết đến, Táo Quân luôn là một trong những chương trình được khán giả mong chờ nhất. Chính vì vậy mà danh sách những nghệ sĩ sẽ tham gia luôn tạo được sự tò mò của khán giả. Và ngày hôm nay đã lộ diện dàn nghệ sĩ hot tham gia Táo Quân Xuân Mậu Tết, Xuân Mậu Tuất 2018. Họ là ai thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Táo Quân Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề Giải cứu Ngọc Hoàng vừa có buổi ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vai Ngọc Hoàng, Cẩm Ly vai Thiên Hậu cùng ba vị táo là Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Diệu Nhi. Cái vai diễn này nó thật sự là nó khá ý nghĩa đối với Hưng. Lâu nay mọi người vẫn thương, vẫn hay gọi Hưng là ông Hoàng nhạc Việt này kia. Tới khi mà ban tổ chức, nhà sản xuất yêu cầu Hưng vào vai này thì Hưng là gật đầu ngay lập tức liền. Như tên gọi Giải cứu Ngọc Hoàng thì Ngọc Hoàng là một nhân vật bị mất tích khỏi thiên đình, và tất cả các vị thần tiên cũng như các vị táo quân sẽ loay hoay và đi tìm Ngọc Hoàng. Và thì ra là Ngọc Hoàng đã xuống trần gian và hóa thân thành nhiều cái nhân vật khác nhau, và bị cũng chính mình cũng trải nghiệm và cũng bị rơi vào rất nhiều những cái tình huống hứa hẹn hấp dẫn khác nhau. Táo Quân Mậu Tuất quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi, hứa hẹn mang đến món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả trong đêm giao thừa. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 2 đêm 30 Tết.